Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách làm nhiệm vụ Aerobe nhận token là Huma. Nó chạy trên cái network của Echo. Rồi, trước hết quý vị hãy lấy đường link phía bên dưới video này. Quý vị sẽ phải hoàn thiện một số các thông tin. Quý vị hãy vào follow trang Twitter này. Chọn Opening a new tab này. Đó, đây này. Quý vị follow này. Quý vị hãy join in vào cái Telegram này. Chọn Open Telegram này. Rồi quý vị chọn join group này. Chọn lại cái trình duyệt này. Quý vị có thể tắt cái này đi. Và phần email, quý vị hãy điền cái email của quý vị này. Okay. Cho Twitter, quý vị hãy điền cái tài khoản Twitter của quý vị. Cái Telegram, quý vị cũng điền cái Telegram của quý vị này. Rồi đây là cái đường link retweet này. Bây giờ quý vị hãy retweet cái bài viết được pin trên đầu này này. Này này. Retweet này. Quý vị hãy tap bài người bạn vào. Rồi, quý vị chọn tweet này. Vì hãy view để lấy đường link này. Rồi quý vị copy cái đường link này và dán nhập vào cái ô này. Và cuối cùng quý vị hãy lấy cái địa chỉ ví Echo. Quý vị có thể lấy địa chỉ ví từ cái ví UOB Wallet. Còn ở đây KTV sẽ lấy ở cái ví MetaMask. Nếu lấy ở ví MetaMask, MetaMask quý vị phải thêm cái network Echo vào. Rồi, rồi gửi này. Ok, vậy là đã xong.